Mình mới vừa hoàn thành một bộ tiểu cảnh được lấy cảm hứng từ cây hoa anh đào. Sở dĩ mình nói cái này là một bộ vì nó có tới 3 phần, một cái bên trái, một cái bên phải và một cái to khổng lồ ở đằng sau. Bộ này mình làm cho cái hồ 40x30 mà vô tình làm bể nó rồi. Thành ra bây giờ phải thay thế bằng cái hồ 40x20x30. Bộ này mình nhận làm mọi kích thước luôn nên các bạn thích kích thước nào thì cứ nhắn cho mình làm theo yêu cầu của các bạn. Và mình sử dụng cát muối tiêu để làm phần nền. Các bạn có thể thay thế bằng cát vàng, cát trắng hoặc là sỏi nhỏ cũng được. Rải vào làm sao mà che đi phần nền, che đi cái đáy của ba cái tiểu cảnh là được. Hoặc có thể thêm vào bằng phân nền và trồng cây luôn ở trong này cũng được luôn. Bây giờ thì mình trang bị thêm một cái đèn. Chơi thủy sinh mà không có đèn là một mất mát quá lớn cho cái hồ. Bây giờ thì bơm nước vào bên trong. Do cái lớp nền không quá cầu kỳ cho nên bơm nước thoải mái, không sợ nó bị đảo lộn. Sau khi bơm nước xong thì mình mới biết cái hồ của mình bị nghiêng. Nó nghiêng hẳn qua một bên luôn nè. Mà thôi kệ nó, để tạm ở đây. Mình sẽ di chuyển nó đi chỗ khác sau. Bây giờ thì mình sẽ trang bị thêm một cái lọc. Nước đầu tiên khi châm vào hồ thủy sinh lúc nào nó cũng đục. Các bạn có thể thay đến khi nào nó trong thì thôi. Nhưng riêng mình thì mình sẽ chạy lọc và châm vi sinh cho đến khi nào nó trong mới thả cá. Và vi sinh mình sử dụng là Extra Bio. Wow, xài đến những giọt cuối cùng luôn nha. Bây giờ mình sẽ để cho lọc chạy 24 tiếng. Ngày mai quay lại mình sẽ kiểm tra. Nếu nước trong hơn thì chúng ta có thể thả cá vào ngày mai luôn.